Alo, câu lạc bộ Kim Thủy hôm nay là ngày sinh hoạt thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Em kính mời các anh chị mình về thăm và cùng hát cho vui. Hôm nay em cũng kính chúc các quý khán giả một ngày mới tràn đầy hạnh phúc, vui tươi và hạnh phúc. Em xin hát bài Trộm Nhìn Nhau. Tương lai mơ thấy một người
cũng yêu chân chân. Cuộc đời là bê ca, lên dòng sông như không nướng lên nước đồng, mà ta như chín lá khô, nước chảy về nguồn, lá đành trôi theo, mà ta như chín lá khô, nước chảy về nguồn, lá đành